Thưa quý vị, tối qua ngày 28 tháng 8 tại Đà Nẵng, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chung kết hội thi thủ lĩnh sinh viên toàn quốc lần thứ tư năm 2022. Đến dự, về phía Trung ương đoàn còn có Bí thư Ban Chấp hành Trung ương đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết. Về phía thành phố Đà Nẵng, có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Phát biểu tại đêm chung kết, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, hội thi thủ lĩnh sinh viên toàn quốc là hoạt động thường niên được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam triển khai trong suốt nhiều năm qua, góp phần xây dựng nền móng vững chắc cho tổ chức hội, xây dựng đội ngũ cán bộ hội vững kiến thức, chắc nghiệp vụ, thành thạo kỹ năng, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn công tác hội và phong trào sinh viên trong tình hình mới. Hội thi thủ lĩnh sinh viên lần thứ tư càng có ý nghĩa đặc biệt trong việc triển khai có hiệu quả trọng tâm chương trình công tác năm bản lề của nhiệm kỳ, chuẩn bị nguồn nhân lực cần thiết, đảm bảo chất lượng cho việc xây dựng đội ngũ trước thềm đại hội hội sinh viên các cấp. Vòng chung kết của hội thi diễn ra với hai nội dung: hành trình thủ lĩnh và sân khấu hóa. Trong phần thi hành trình thủ lĩnh, thí sinh phải thi trắc nghiệm kiến thức và thi kỹ năng. 10 thí sinh có điểm số cao nhất sẽ được chọn tham gia phần thi sân khấu hóa với 3 nội dung gồm chân dung thủ lĩnh, bản lĩnh thủ lĩnh và thủ lĩnh tỏa sáng. Thông qua chương trình nhằm phát hiện bồi dưỡng các cán bộ hội, thủ lĩnh trong phong trào sinh viên.